Xin chào bạn học, chúng ta tiếp tục học và canxi ra từ vựng tiếng Nhật bộ mạch phần 2. Học canxi và từ vựng tiếng Nhật bộ mạch phần 2 số 1. Số 1 là tốn, tốn là khiêm tốn. Tốn, tốn nghĩa là khiêm tốn. Số 1, số 1 là khiêm tốn là Ken Son Siri. Ken Son Siri. Ken Son Siri. Ken Son Siri. Kiên sơn sư lư nghĩa là kim tốn. Số hai nghĩa là bất tốn là bư sơn. Bưu sơn nghĩa là kiêu căng. Khiêm tốn ngữ là khen sơn vô. Tốn ngữ. Khen sơn vô là từ ngữ khiêm tốn. Số 2 là tập là tìm kiếm. Tập là tìm kiếm. Là sa kỳ. Sa kỳ là sợi dây. Sa kỳ nghĩa là sợi dây. Nên là tạc giản là sa kỳ in. Sa kỳ in. Sa kỳ in. Sa kỳ in. Sa kỳ in là một lục. Nghĩa là kiểm tắc là gen saku. Chữ này gen saku. Nguyên sa kỳ. Sa kỳ là sự tra cứu. Nguyên sa kỳ là tra cứu. Số 3 là tố là yếu tố.
tố nghĩa là yếu tố. Tố địch là Sutiki. Tố địch là Sutiki. Sutiki là đẹp, tuyệt vời. Chúng ta là tố tịch là Sinao. 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 Sinao là chân thành. Là nguyên tố là Gensho. Gensho mới là nguyên tố. Gensho mới là nguyên tố. Số 4 nghĩa là mặt là lúa mạch. Mặt là lúa mạch, nghĩa là mặt là mưu vi. Mưu vi nghĩa là lúa mạch. Số 2 tiểu mạch là rô mưu vi. Rô mưu vi nghĩa là lúa mì. Rô mưu vi là lúa mì. Số 3 là lãnh mạch là hì gia mưu vi là mì lạnh. Gia mưu vi là mì lạnh. Hì gia mưu vi là mì lạnh.